ơn bác sĩ Kim Huệ đã vừa cho chúng tôi những cái thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Nhưng mà thực tế thì giá trị thật của những sản phẩm yến xào đang được lưu hành tại thị trường có đảm bảo được những giá trị như bác sĩ vừa chia sẻ hay không? Đó là làm câu chuyện khác. Có giá xuất khẩu dao động từ 3.000 tới 10.000 đô la Mỹ trên 1 kg, có thể khẳng định giá của tổ yến luôn đứng ở mức không dễ dàng với tới đối với rất nhiều người. Do đó, tổ yến chủ yếu được dùng để làm quà biếu bồi bổ cho người bệnh. Khảo sát ngoài thị trường thì các loại tổ yến có giá từ 10 triệu đồng một ký cho tới hàng trăm triệu đồng một ký đều được người bán quảng bá với đầy đủ công dụng của tổ yến vốn có. Một điểm đáng chú ý là cho dù giá có lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng đại đa số các sản phẩm yến xào trên thị trường hiện nay đều không hề có nhãn mác hoặc hướng dẫn sử dụng trừ tên của các cửa hiệu được in trên hộp đựng tổ yến. Chúng tôi đã mua ngẫu nhiên 5 loại tổ yến trên thị trường hiện nay là yến trắng, yến đảo, yến Indo, yến già, yến huyết và đưa tới trung tâm kiểm nghiệm để tìm hiểu lý do tại sao lại có sự chênh lệch như trên cũng như làm rõ độ tinh khiết của các loại sản phẩm. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng đối với các mẫu yến chúng tôi mua được ngoài thị trường có thể nói là khá bất ngờ. Trong những mẫu mua ngẫu nhiên thì yến có giá càng cao lại càng có vấn đề. 4 mẫu yến huyết có giá bán dao động từ 180 triệu đến 250 triệu đồng 1 kg khi kiểm nghiệm đều có hàm lượng nitrit trong sản phẩm. Mẫu thấp nhất có 108,87mg trên 1 kg. Mẫu cao nhất có hàm lượng nitrit lên tới 5.000mg trên 1 kg. Theo các nhà khoa học, khi vào cơ thể với hàm lượng cao, nitrit sinh ra phản ứng với huyết sắc tố, tạo thành một hợp chất làm mất khả năng vận chuyển oxy của huyết sắc tố. Nếu duy trì lâu, sẽ dẫn đến tử vong. Ngoài ra, nitrit trong cơ thể dễ dàng tác động với các amin, tạo thành nitrosamin, một hợp chất gây ung thư. Chính việc lưu hành sản phẩm yến kém chuẩn chất như vậy cũng đã góp phần làm giảm vị thế của yến xào Việt Nam trong mắt người nước ngoài và thị trường thế giới. Trên thị trường bây giờ là làm yến huyết này giả rất là nhiều, và cũng đơn giản thôi là bằng cách là người ta sẽ lấy cái yến pha phun màu vào hoặc là phun hóa chất và sau đó ủ một thời gian và nó sẽ trở nên như thế này, cái màu nó đỏ thẫm như thế này và người ta gọi đó là yến huyết. Nhưng mà thực tế này là yến huyết giả. Khi mà sử dụng cái loại yến huyết giả này rất là nguy hiểm, có hại cho sức khỏe.